Xe biển số đỏ là xe gì? Khi lưu thông trên đường, chắc hẳn bạn đã ít nhất một lần nhìn thấy những chiếc xe có biển số màu đỏ vô cùng đặc trưng. Vậy thì những biển số xe này là gì? Thực ra, những biển số xe có nền màu đỏ, chữ và số màu trắng là ký hiệu biển số của các xe quân sự thuộc Bộ Quốc phòng. Và đây là một trong 5 loại xe ưu tiên khi tham gia giao thông. Theo đó, tùy vào từng cơ quan đơn vị mà ký hiệu trên biển số xe quân sự cũng sẽ khác nhau. Trong đó nổi bật là các cơ quan đơn vị sau đây: Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng là TM, Tổng cục Chính trị TC, Tổng cục Hậu cần TH, Tổng cục Kỹ thuật TT, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng TK, Tổng cục 2 TN, Quân khu 1 KA, Quân khu 2 KB, Quân khu 3 KC, Quân khu 4 KD, Quân khu 5 KV, Quân khu 7 KP, Quân khu 9 KK, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội KT, Quân đoàn 1 AA, Quân đoàn 2 AB. Hiện hai quân đoàn này đã được hợp nhất lại thành quân đoàn 12. Tuy nhiên, admin vẫn chưa tìm được thông tin về ký hiệu biển số xe mới của quân đoàn này. Bạn nào biết thì bổ sung cho mọi người cùng biết với nha. Quay trở lại video, quân đoàn 3 có ký hiệu biển số xe là AC, quân đoàn 4 là AD, quân chủng phòng không không quân QA, quân chủng hải quân QH, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng QB, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển QC, Bộ Tư lệnh 86 QM, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh BL, binh chủng tăng thiết giáp BB, binh chủng công binh BC, binh chủng đặc công BK, binh chủng pháo binh BP, binh chủng hóa học BH, binh chủng thông tin liên lạc BT. Bên cạnh đó, các bạn có thể quan sát trên màn hình ký hiệu trên biển số xe của các cơ quan đơn vị khác trong quân đội như các học viện, nhà trường quân đội, các cơ quan đơn vị khác thuộc Bộ Quốc phòng, và cuối cùng là các công ty, tập đoàn quân đội.